Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Của mình là của mình đó nha, chứ không phải là của mình tên Minh. Mà mình không phải tên Minh, mình tên là Cầy Zombie. Ok, thì hôm nay lại tiếp tục với con game Pokemon MMO ha anh em. Và hiện tại mình đang ở trong cái hang đó là hang Bip, hang Mountain Moon, là núi mặt trăng. Đây là cái tên hang thôi, chứ thật sự đéo có thấy cái mặt trăng nào ở trong núi này hết. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Hôm trước á, hôm ở tập 2 á, thì mình đã bắt được con Clefairy. Con Clefairy này có con Clefairy này có cái gì ta? Có đây, thông tin của nó là ở trong mình bắt được ở trong hang này. Thì con Clefairy này có đam tai của nó là 10 và đam phép của nó là 25. Thì tất cả những cái con Clefairy này đa phần là đam phép nó đều cao hơn đam tai hết các bạn. Đó thì con Clefairy này mình sẽ luyện theo kiểu là đam phép, và nhưng mà HP chỉ có 15 thôi thì ít quá, đam phép quá ngon với lại tốc độ quá ngon. Nếu mà con Clefairy này có HP cao nữa thì ngon, phải biết ha. Rồi 25 thì cũng ok rồi ha, thì mình sẽ luyện con này rồi. Ok, nói chung là chúng ta đừng nên kiểu dạng đừng nên khắt khe quá đối với Pokemon, tại vì một số Pokemon cũng không tự chọn được cho mình cái chỉ số đó ha anh em. Cho nên là mình bắt được con nào thì mình có duyên với con đó thì mình cứ luyện con đó đi. Khi nào mà mình chơi mà mình cảm thấy con nó thật sự là không dùng được nữa thì mình hạ bỏ, chứ đừng có bỏ ngang uổng lắm. Rồi, Sheldon cấp 10. Sheldon cấp 10. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi chiêu Water Gun. Thì thực chất là chiêu này chỉ cần một hit một là con này lên đường. À, Water Gun, tại vì mình là hệ nước và đánh chiêu hệ nước đã nhân hai rồi. Con của nó lại là hệ đá, nó bị giảm so với hệ nước, cho nên sẽ là nhân 4. Nếu nó không có ở B study thì nó sẽ thua mình á. Một con chim. Con này thì sợ hệ đá, mình lại có chiêu Rock Brown mới học hôm bữa ha. Chiêu này của game đá cho, thì mình chỉ cần chọi một cái thôi là đã nhân đam rồi. Chết rồi. Ôi không, chết à. À, nó sử dụng min clock để rồi xong, kết thúc em nó quá đơn giản, kết thúc một cuộc tình. Rồi 84 kinh nghiệm. À, gặp một thằng Rocket. Trời ơi, băng Rocket. Rồi, đối với con hệ thường thì chắc là có sử dụng chiêu gì cũng vậy thôi ha. Để mình coi. Tất cả các chiêu đều giống nhau thôi, mình chơi chiêu nước đi ha. Tại vì chiêu nước nước mình sẽ nhân hai kinh nghiệm, nhân hai đam. Đó, không biết là có chết hay không. Chưa chết các bạn, gần chết, chưa chết. Rồi 158 kinh nghiệm, quá ngon. Mẹ con thứ hai là con siêu bát nữa, mình sợ là mình mình đánh trước. Ok, ôi ơi không phục à, chán như trời. Rồi mình đã chết rồi, thôi thua rồi các bạn ơi. Trời ơi, bản thân mình làm sao qua được cái hang này khi mà mình còn có một con cấp 3 thôi. Ôi, ra ta của mình. Rồi, team Rocket chiến thắng rồi. Ổn quá các bạn. Rồi không sao nha. Bây giờ mình sẽ đi lại. Đi lại ha. Giờ mình sẽ vô máy mình coi thử coi. Ở trong máy mình còn một con ra ta cấp 9 này các bạn. Đây, một con ra ta cấp 9 này mình có thể đem ra thay thế con Ê, mình đem con Zubat này ra thay thế con Rattata ha. Các bạn thấy cái máy tính mà nó chứa Pokemon nhìn thoải mái ha các bạn. Nhìn dễ 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 kiểm soát được Pokemon hơn. Mình có thể kiểm tra được giới tính của Pokemon này, cũng có thể kiểm tra được cái cấp độ của Pokemon và hình thể cái con Pokemon như thế nào ha. Nhìn ok hơn nhiều. Có thể tìm search bằng cái tên của Pokemon cũng ra nè. Trời ơi, mình càng ngày chơi mình càng thích game này nha.
ngay cả khi đi bộ á, các bạn cũng có thể chỉnh cái nút chạy nhanh nè, chỉnh nút chạy bộ cho nó dễ ha, rất là hay. Chỉ có là đánh nó hơi chậm chút xíu thôi, nhưng mà không sao, vậy mà càng hay nha các bạn. Đánh mà các bạn thấy được chuyển động của Pokemon thì còn gì bằng. Nó không quá nhanh hoặc cũng không quá chậm, nó không có mà thể hiện quá, nhưng mà nó thể hiện rõ được cái bản năng của Pokemon ha. Mẹ nó, phải bắt buộc phải đánh rồi. Rồi một hit đi, nó lên đường. Mày là dơi thì mày ở trong hang, mày ngủ đi, ra mày kiếm chuyện với tao làm gì cho hả, bị dính chiêu. Mày thấy cái tóc tao không, thấy tóc tao ghê chưa, cày zombie mà đầu như đầu chó. Rồi hồi 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 sớm mình nhớ là cái thằng này nó không có cản mình, mà sao giờ tự nhiên nó ra nó cản mình chi ta. Rồi tiếp tục xài chiêu của nước. Con này lại thường nhưng mà nó lại xài chiêu kiếp lại bóng tối cho nên đam nó mới cao anh em. Nó chỉ được cái là chiêu hệ bóng tối, đó là chiêu vật lý trùng hợp với cái hướng tăng của con này, đó là vật lý ha, không có gì hết, không ảnh hưởng nhiều đâu. Con này cũng là hệ thường, con stress cũng là hệ thường. Rồi một em lên đường à, tiếp tục là em siêu bát à. Ok em này thì xài cái đá là ok nhất. Chơi cái game này thì các bạn biết là các bạn phải đánh chiêu nào luôn, thấy không, nó thể hiện lên sẵn cho các bạn coi là chiêu nào đam cao nhất à, chứ không. Đây còn Pokemon của mình tiến hóa rồi đây, rùa Squirtle tiến hóa rồi, nhìn tiến hóa rồi các bạn, đẹp ha, ngầu vãi nồi. Tiến hóa thành con gì đây à, lắp ghép mà các bạn. Squirtle tiến hóa thành Watchtle, rồi rồi chiến tranh, rồi hiệp sĩ. Tự nhiên bỏ mất con F1 của mình à, nó vẫn tên là F1 Squirtle. À con này có bắt đi các bạn ấy, hình như mình chưa có bắt con này, rõ ràng mình chưa có bắt con này các bạn, đúng rồi mình chưa có bắt con này bao giờ đó. Bắt một con đi nào, Sheldon mình chưa có. Ok để mình coi con Sheldon này là như thế nào. Con Sheldon này sao chỉ số nó không ổn chút xíu nào các bạn, nó lại gia tăng phép các bạn, chỉ số này gia tăng phép và kháng phép, tốc độ cũng cao, nhưng mà những cái nó cần thì là những cái hệ vật lý, còn những cái nó không cần thì là phép đồ nào máu đồ thì lại tăng. Con này không ổn chút xíu nào. Mình không biết là sẽ có một cái hướng đi nào đó đặc biệt cho con này theo cái hướng phép, nhưng mà mình nghĩ là con này đi đường vật lý ok hơn, tại vì mặc định chỉ số của nó tăng theo cái đường vật lý với kháng 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 đam tai á, cho nên nếu mà mình nghĩ là các bạn đi theo cái đường kia thì không ổn, cho nên con đó mình coi như là em nó chỉ để chưng thôi. Đúng là lúc nãy mình có nói là những cái em này chỉ số như thế nào thì các bạn cũng nên chấp nhận, nhưng mà tùy con, các bạn có những con quá khó chấp nhận thì mình không thể chấp nhận được. Ôi nó dùng chiêu đít rồi các bạn à, mình không thể nào xài quất quất thư gân được. Nó dùng chiêu đít rồi các bạn. Cấp 10 mà đã có chiêu chui xuống đất rồi, ghê quá. Ở thì
Ornith này là con mà có cái defendant cao nhất mà mình từng biết á các bạn. Khi mà nó lên người Nga, cái defendant của nó cao lên tới mức 600 luôn á. Ghê lắm không? Mình từng thấy một số con cao cỡ 500 như con rùa băng, nhưng mà con này lại cao hơn ha. Khi mà nó tiến hóa Mega thì cái defendant của nó lên tới mức 600 luôn. Khủng khiếp. Parap. Con này thì mình chưa có, nhưng mà thật sự là mình cũng làm biến đổi con này các bạn. Vì con này nó hệ cỏ với lại hệ sao bỏ các bạn. Nếu mà mình con này nó cũng không có một cái LB nào đó, không có một cái LB nào mà gọi là sao ta, gọi là ấn tượng á. Cho nên nếu mà mình luyện con này thì mình thấy nó hơi ngu ngu làm sao á. Chỉ cần một con có hệ fly như con hệ rồng, hệ fly dragon á, chỉ cần có một con đó thôi là coi như con này sắp rồi. Tại vì đã là sao bọ thì nó phải sợ chim rồi, đúng không? Đã là sao bọ là nó phải sợ chim rồi. Rồi thêm cái class của nó nữa, cái hệ class của nó là hệ cỏ nữa, là nó đã bị nhân 4 đối với hệ chim rồi. Chưa nói gì con chim đó là con rồng có hệ fly nữa, đánh chưa fly nữa thì nó lại là nhân 8. Một cái đam mà nhân 8 chỉ có một hit là lật xe. Cho nên mình nghĩ là mình không không nên bắt con không nên bắt con Glass nó làm gì. Ở đây thì là một con Sandrill. Mình sẽ không đánh chiêu chốt hạ nó. Tại vì là nếu mà mình đánh chiêu chốt hạ nó là nó sẽ chết luôn các bạn. Nó sẽ chết luôn mà mình không bắt được nó. Bây giờ mình sẽ sử dụng chết mẹ rồi. Hên quá, mình còn quá cả ha. Sẽ sử dụng cầu để bắt con Sandrill này đi. Rồi ok, em nó đã bị rồi. Xin chào Sanrio, để coi chỉ số của em nó như thế nào ha các bạn. Em nó tên là Sanrio và nature của nó là Pop. Rồi chúng ta coi EV của nó. Con Sanrio này chỉ số của nó cũng không ổn lắm, tốc độ chỉ có 2 thôi, rất là chậm ha, rất là chậm. Hiện tại trong người nó, đi coi có chiêu gì đây. Hiện tại trong người nó có Poison Sting, Sun Attack, Rolo. Nó chỉ có mỗi chiêu chọi đá thôi các bạn, và chiêu bắn độc. Chiêu bắn độc thì có lẽ là không nên chơi ở team này, tại vì team này của mình không có tăng. Nếu mà mình chơi chiêu bắn độc thì phải có một con nào hồi máu để giữ chân để con kia chết á. Còn team này mình không có tăng, cho nên mặc định là mình sẽ thua nó. Chưa vô tới mà gặp Pokemon hoang dã rồi. Mình nghĩ mình sẽ đánh, tại vì cái con rùa của mình cũng sắp lên cấp rồi. Không thử đánh được cái nào thì hay cái đó ha. Con rùa của mình được 60 kinh nghiệm, cũng gần lên cấp rồi, khoảng 2-3 cái gì nó sẽ lên cấp. Rồi bắt đầu team Rocket. Hồi nãy tao thua mày, nhưng mà bây giờ chưa chắc nha bạn. Nãy tao thua nhưng mà giờ tao đã tiến hóa rồi thì nó sẽ khác. Các bạn thấy chưa? Mình thấy cái game này nó hay ở chỗ là cho dù các bạn thua, các bạn đánh lại, các bạn vẫn được kinh nghiệm đối với những con ấy. Đây là một cái lợi thế cho những bạn nào mà cần luyện cấp bằng Pokemon ở đây. Nên mình nghĩ con chuột á, con chuột sẽ là con quyết định để luyện cấp ngon. Nhưng mà mình sẽ không bắt con chuột ở vị trí đầu như mình. Khi nào mình qua được cái lùm mới, mình sẽ bắt một con chuột cấp cao hơn. Mình sẽ không để con chuột cấp 3 giống như con chuột cũ của mình đâu. Con Rata có Anivolt là cái con mà quyết định, mình nghĩ là vậy. Hoặc là con Den Farm mình sẽ học Anivolt cho nó. Đó là cái con quyết định mà để lên cấp nhiều con khác. Thôi mình sẽ không đánh nó nữa đâu. Giờ mình sẽ lên mình nẹt với thằng mình nồ với thằng giáo sư. Chà, con này hay độc à, hay độc, tất cả các chiêu không có tác dụng gì nó đâu. Mình chỉ có thể đánh nước với nó thôi để nhận 2 đam thôi. Đừng chết nha bạn, tốt lắm.
có khả năng là mình tiếp theo là mình sẽ chết. Đó, bỏ cái quan hệ điện đó rồi, bỏ cái quan hệ điện là xong rồi đó. Mình sẽ sử dụng con khác thôi các bạn. Đối với Pokemon hệ điện thì là nó một hit là mình đặt xe nha. Mình sẽ cố chống cự bằng con hệ kia. Mình sẽ cố chống cự bằng con Rouse. Con này cũng cấp 12 và nó là hệ cỏ cho nên chắc là mình nghĩ là không sao. Ôi, không có tác dụng nhiều lắm. Tại vì con này của mình là hệ cỏ, nó có chức năng là truyền điện xuống nước xuống đất đó các bạn. Trời ơi, cũng đau cũng kém. Không sao đâu mà. Không ăn thua gì đâu. Ôi, vẫn tác dụng mà. Tăng space. Ok. Mình rất là sợ con này nha. Tại vì team của mình là hội chim, chim nước. Thì một cú điện của nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi mình sẽ chơi chiêu quyết định thác đi ha. Hy vọng mình đánh được cái nào hay cái đó. Trời ơi, không có con nào hệ đất hết. Rồi, super festival luôn. Rồi nó lại tăng đam, mất dạy. Mình không có mua máu nữa các bạn. Rồi Shabim. Cái chiêu này, cái chiêu này khá là hay ha các bạn. Vì khi mà đánh đánh nó sẽ tăng phép của con này lên. F1 của mình mà đánh không thắng nổi thì chắc là thua đó. Rồi thua rồi các bạn à. Nidogran, cái Clefairy của mình là chỉ là như là chơi thôi. Trời ơi, bắn hoài các bạn. Đem mạnh cao bắn hoài. Trời ơi, lại tăng phép. Nidoran của mình à, có hệ đất nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Cho dù là không ảnh hưởng vẫn chết như thường. Rồi đi một lần nữa, tại vì lúc nãy mình đã giết được con rốc rốc kia rồi ha. Khoan khoan trước khi vô hang mình sẽ đổi một số con. Mình sẽ đổi con Sheldred. Con Sheldred mình sẽ đổi với con này, tại vì con Sheldred của mình đây. Con Sheldred mình có thể coi được chiêu của nó nha. Không, mình coi con Sheldred này nó đang mang trong người cái gì đó các bạn. Đây, nó đang mang trong người một cục Everstone. Remove đi. Nó mang trong người một cục đá tiến hóa. Rồi ha. Team vậy là ổn. Rồi. Mình sẽ cố đi cho hết cái hang này. Nó mất dạy lắm. Cái hang này khó qua thực sự các bạn. Những anh em nào mà chơi chơi lâu rồi á phải biết là cái hang này đối với những game thủ mà mới chơi. Thật sự không phải là đối với những game thủ mà mới chơi, đối với những anh em nào mà chơi lâu rồi qua đối với, qua được cái hang này cũng là khó chứ không phải dễ. Tại vì mặc định cái hang này nó đã xa rồi, với lại là phải đấu với nhiều team ha. Nếu mà có luyện cấp ở lúc đầu á thì cũng không có thể qua sớm được, cũng phải từ từ thôi chứ nó không gấp. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng chiêu này thử đi. Trời ơi, nó vẫn sống sót nhờ study. Không sao các bạn. Không sao, em nó vẫn phải chết. Rồi xong.
75 kinh nghiệm. Lấy được kinh nghiệm lúc nào thì hay lúc đó nha các bạn. Thôi lại đánh nữa. Mình đang thiếu một con đam chính cho team. Thực sự con team của mình chưa có đam chính nha các bạn. Kiểu hồi chống chống chết thôi. Đam chính là một con phải là thuộc hệ lửa hoặc là hệ điện. Vậy nó mới ngầu ha. Chứ đam chính của mình là mà hệ nước thì nó không ngầu. Kiểu lửa điện thì rất là mạnh. Rồi. Làm sao mà giết được anh? Anh đã có 36 kế. Anh chịch là thượng sách y, nhầm chạy là thượng sách. 36 kế mà sao mà thoát được? Anh là anh kế thứ 37 đó. Rồi xong, chơi ổng thôi. Chết mẹ rồi. Mình để lộn con các bạn. À không, không lộn các bạn. Con này hợp lý rồi các bạn. Đối với con này thì mình cần phải sử dụng con này để giết nhanh. Hợp lý luôn các bạn. Đau nhờ. Má chơi chiều hệ thép chứ thiệt. Nhát cắt hệ thép đau quá. Không sao. Ừ đúng rồi. Mày chơi chỗ đó là hợp lý rồi đó. Một con đi đời. Khoan. Trước khi chơi để mình coi mình còn cái máu nè không? Ủa sao mình nhớ là Battle thì mình còn cái máu mà ta. Thôi, bắn luôn. Hay quá, chưa chết các bạn. Vẫn còn sống. Anh chưa chết rồi em trai. Lên cấp 19 rồi các bạn. Quá ngon. Reamer nữa à. Một con hay bùng. Đọc quá các bạn. Chưa chết rồi. Bây giờ là chỉ có tương kế tụ kế thôi các bạn. Đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chimmy xuất trận. Con này thì chắc là mình sẽ chơi chiêu hên xui thôi nha các bạn. Chơi con chiêu hệ chim luôn cho nó đam cao cao xíu. Hy vọng nó không chết. Ok. Em nó sẽ đi đai với chiêu này. Rồi xong. Chơi chiến thắng nhưng mà mình bị mất con đam chính đó là con rùa nước rồi. Mình bị mất đam chính là con rùa nước rồi. Uổng quá. Ổng chỉ cho mình một quả cầu thôi, còn quả còn lại thì ổng sẽ lấy lại. Mất dạy. Lỡ cho hai quả đi. Cho có một quả. Hay quá, chỗ này mình không bị team rocket chặn đường các bạn. Rồi mình đã qua được hang rồi nha các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Qua được hang là phải đi hồi máu. Qua được hang mà không đi hồi máu là không được. Ôi, mình làm được chưa Mega Kích các bạn. Mega Kích là dành cho con hệ thường nha. Con hệ giác đấu thì phải ngon phải biết. Rồi 5.000 hồi máu thôi. Ok. Ở đây có rất là nhiều người chơi chứ không phải là riêng mình nha các bạn. Trong cái game này cũng có rất là nhiều người chơi ha. Và mình có thể vô thẳng game để đấu để luyện cấp luôn các bạn. Các bạn đừng giỡn nha. Ví dụ như bây giờ ha.
mình sẽ sử dụng con hài cỏ này. Mình sẽ vô game mình đấu luôn này các bạn. Thằng này có thể thua và mình có thể qua, nhưng mà thằng boss là mình sẽ luyện cấp ở đó luôn cũng được. Con này thì một chiêu một là xong. Cái chiêu này giống như là hồi máu cho mình các bạn. Ui, nửa cây nữa. Chết mẹ rồi, sợ chết rồi. Tiêu tùng rồi các bạn. Mà xăng hai chiêu hệ nước đối với nó là không có tác dụng gì, tại vì con của nó cũng hệ nước. Nó lại đánh chiêu hệ nước đối với mình á, tác dụng gì đâu, cùng là hệ nước với nhau mà. À, nó đổi con các bạn, con kia cũng là hệ nước mà, có khác gì nhau đâu. Mình sẽ sử dụng beat đi, có khả năng là cấm nó trong chiêu ha, vậy nó ổn hơn. Cũng là sóng âm thanh nước. Một em đi đai, ép một mạnh quá. Lại tiếp tục cho em nó một nữa lên đường. Quá ngọt ngào luôn các bạn. Con gì ạ? Rồi, đối với mấy em này thì chỉ cần con rùa thôi luyện cấp được rồi. À, một con cá, cá vàng vô nào. Một lần, ôi mạnh vậy trời, ôi hai lần, trời ơi mình đánh sao luôn các bạn. Quýt attack. What the fuck? Ghê thiệt. Nếu mà mày biết xài quýt attack thì tao sẽ không chơi với mày nữa. Tao sẽ chơi Clefairy bằng cách hên xui. Đối với lượng máu này thì nếu mà tao đánh trước thì mày sẽ chết. Ôi, Clefairy của mình. Subat có khả năng ảnh hưởng nó cao không ta? Hy vọng là Zubat cũng chết chứ. Zubat cũng chết luôn. Cái tốc độ quyết định đó là con này thì chắc là không chết, nhưng mà sẽ lên cấp không trời. Đấm nó đi, không ảnh hưởng gì đâu bạn ơi. Mình đã có nội tại chống chết rồi, bạn không thể thử mình được. Giờ tới mình đây, thì mình thử bằng được nha bạn. Mình quá các bạn, có được một cái lượng kinh nghiệm dành cho sell đất. À, học được Rolo rồi. Yes, dĩ nhiên mình đổi thành chiêu Rolo. Ok, mình có chiêu chọi đá rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình hồi máu lại và đánh với con nhỏ trưởng phòng game bơi này. Nghe đâu là con nhỏ trưởng phòng game bơi này là bạn thân, ý là chị em gì với con nhỏ đi chung với mình á, con nhỏ mà chung team với mình á. Ở này mình lại có một số tiền, mình lại
mình lại vào chợ và mình mua, mình lại vào siêu thị và mình mua một số ở cầu á các bạn. Ở đây có máu luôn này, có escape rope. Chắc là mình mua một cái escape rope đi ha, một cái escape rope. Mình lại mua cầu, mình mua khoảng 10 quả thì là 2.000. Rồi super potion với potion thì chắc là mình không mua, tại vì mình rất là sợ tốn tiền á các bạn. Mà thôi cứ mua đi, mua khoảng 5 bình thôi. Rồi được rồi, còn ngàn để dành. Game này cực kỳ hay nha các bạn, chơi các bạn chơi từ từ rất là sướng, bạn đừng nên gấp, từ từ thôi. Mấy cái game mà mấy game dạng chơi theo từ từ đi kiếm Pokemon đồ chơi nó rất là sướng mà, không cần gấp đâu, từ từ thôi. Rồi bắt đầu đánh với game nước, với lại mình nghĩ là nó dễ hơn, nó dễ cho các bạn chơi, tại vì nó đã có cái chế độ mà khi mà đánh với máy NPC bot á, nó sẽ giữ lại cái kinh nghiệm cho mình á, cho nên là rất là hay ha, mình thích cái kiểu này. Đổi con à, Fusion Ray à, làm gì ta? À bị bối rối à. À mình quýnh ngược lại phản đam mà. Trời, hồi máu bằng Orange Berry luôn à. Mất dạy trời. Mạnh nha. Hồi máu nó đi. Con này là chỉ là mồi nhử thôi các bạn. Con này mới là con chính. Cho em nó lên đường đi nào. Trời đất ơi, con mình lên đường các bạn. Thôi mình có phương hướng khác. Đó là mình sẽ sử dụng quýt thịt xác, nếu mà con này ăn được thì ăn, không ăn được thì cho đá ăn. Hay quá các bạn, đá ăn được rồi sao biển này khủng khiếp ta. Mình không biết là con Clary này có ăn nổi không. Chết mẹ rồi, chơi chiêu nó thì phép tiêu rồi. Chết luôn cho rồi đi, nó không hiệu quả mà. Rồi vậy cho đá ăn đi. Ăn đi nào. Rolo đi. Rồi. Ăn đi nào bạn đá. Xin lỗi bạn anh. Cho dù bạn có phát tiêu thì bạn ăn cũng khá bạn. Mờ mờ thiệt luôn các bạn. Ăn cục đá mà không chết. Mẹ em nó thì làm được gì? Zubat cấp 9 không làm được gì đâu các bạn. Thua rồi. Ổn quá. Còn con này chả làm được gì. Có thể dùng con đó để luyện cấp cho team của mình cũng được, nhưng mà với điều kiện là team mình phải có khả năng đánh trước chứ. Nó có một con mà nó đánh ghê thiệt. Ra đi nào mày. Vịt cùng hệ với mình nhưng mà nó sẽ đổi thành không?
đó vẫn còn Fusion Ray các bạn, nó vẫn chơi chiêu đó. Y như hồi nãy luôn. Trời ơi. Vẫn hồi máu được ta. Mình sẽ thay đổi Pokemon một chút xíu. Sẽ sử dụng poison cho con rùa nước. Mình biết là con này sẽ chết, nhưng mà bù lại thì con rùa nước của mình sống. Giờ mình sẽ đổi con cho Subat ra chết, nhưng mà hồi hồi máu lại cho rùa nước. Nước sống rồi ha. Ra đi nào. Rồi. Lại có Fusion Ray. Hay quá các bạn ơi. Mày xong đời mày rồi. Ôi nó đổi con các bạn. Mất dạy không? Đổi cá à? Đổi hoài bạn. Ôi bạn đổi hoài bạn. Bạn đổi hoài nè bạn. Bạn đổi hoài với mình các bạn. Không có đơn giản được. Má sao nó chơi chiêu này quá trời. Bạn này thì chơi chiêu với mình. Hay quá. Cuối cùng bạn cũng đi đai. Quá ngon. Cấp 20 luôn á các bạn. Học được Rotep luôn kìa. Yes. Tất nhiên là phải học chiêu Rotep rồi. Mình sẽ thay bằng chiêu khoan để mình coi đã. Mình không biết là cái chiêu Bubble với cái chiêu Watergun để chiêu nào ngon hơn. Cái chiêu này là đam 40 này. Còn cái chiêu Bubble đam 40 luôn. 10% có giảm tốc độ. Có thể đánh xuyên qua Rotate đi, đi à, ok. Nhưng mà cái này nó không ngon, cái Watergun nó không ngon. Thôi mình sẽ đổi chiêu Watergun đi. Hai chiêu này bằng nhau nhưng mà cái kia được 10% giảm tốc độ mình học này. Rồi, yes. Rồi. Học được Rotate. Mày trước sau mày cũng phải chết thôi con à. Cái gì vậy? Đơ càng rồi, nó đơ càng rồi. Rồi chiến thắng ha các bạn. Quá đơn giản. Rồi chiến thắng rồi. Ok. Ok, mình đã có chiếc huy hiệu thứ hai của game ha. Cái huy hiệu thứ hai là huy hiệu game bơi. Mình nhận được một cái chiêu đó là chiêu sóng nước âm thanh. Đây nè. Mình đâu rồi? Cái này dự đồ của mình mà. À, đâu rồi. Đây, mình được một cái Mega Ren. Mega Ren là sử dụng cho con hệ cỏ các bạn. Water Pool là sử dụng cho con hệ nước.
giá 10.000 à? Ok, stop. Give stop item can ok. Rồi. Ok, mình đã thắng game nước và có chiếc huy hiệu thứ hai. Ok, clip của mình dừng lại ở đây thôi. Rồi, chào tạm biệt anh em, và nếu mà có thích clip của mình thì nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt anh em và hẹn lại ở trong tập 4 của game Pokemon MMO. Bye bye.